thưa toàn thể các đồng chí, đặc biệt là các đồng chí bác sĩ của y bác sĩ của bệnh viện Việt Đức ngày hôm nay đến để giúp cho tổng ty thực hiện cái chương trình hiến máu nhân đạo. Thì thay mặt cho lãnh đạo của tổng ty thì rất cảm ơn các cán bộ công nhân viên rồi đoàn viên thanh niên đã thực hiện cái nghĩa cử cao đẹp này. Một lần nữa thì xin cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên và đoàn viên thanh niên cũng như là các y bác sĩ của bệnh viện Việt Đức. Hôm nay thì cá nhân tôi cảm thấy rất là vui mừng trong những cái u ám của bức tranh mùa dịch thì chúng ta có một cái hoạt động hết sức ý nghĩa của thanh niên do Đoàn Thanh niên Tổng Công ty phát động và dưới cái sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty. Nay mình đi hiến máu lần đầu tiên và mình cảm thấy rất là vui và hứng khởi khi tham gia những cái chương trình có ý nghĩa như thế này. Cảm ơn ban lãnh đạo Habeco đã tạo ra một cái chương trình này vì hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp. Với sức trẻ của những người công nhân lao động trong tổng công ty, tôi công nhân nhà máy muốn góp phần những giọt máu đào của tôi cứu chữa những người bệnh. Tôi muốn chương trình này diễn ra thường xuyên để cho chúng tôi góp những giọt máu đào cứu người. Đây là lần thứ tư Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Habeco tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo. Và chúng tôi rất là vui mừng rằng qua mỗi lần tổ chức thì số lượng cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên tham gia ngày càng đông đảo hơn. Và đặc biệt hơn đối với năm 2021 là một năm mà cả thế giới nói chung cũng như là Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng tác động rất là nặng nề của đại dịch Covid. Và chúng tôi hy vọng rằng với hơn 200 đơn vị máu được lấy ngày hôm nay sẽ góp phần đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân. Với tinh thần đó, với tinh thần thanh niên xung kích, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng Công ty, của ban lãnh đạo Tổng Công ty cũng như là Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực hiện nhiều chương trình tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn đối với cộng đồng.